Tiếp nối bản tin, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những tin tức thị trường đáng chú ý. Thưa quý vị, tại cuộc họp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường vào chiều qua 21 tháng 8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng thời gian tới cần thành lập sàn giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất quốc gia, sàn giao dịch việc làm quốc gia để thúc đẩy các thị trường này phát triển. Hiện nay, cả nước đã hình thành được hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm từ trung ương đến địa phương với 82 trung tâm dịch vụ việc làm công, 500 doanh nghiệp dịch vụ việc làm với các hoạt động giao dịch việc làm đa dạng, thích ứng với biến động và phát triển của thị trường lao động. Tuy nhiên, chuẩn dữ liệu người tìm việc, việc tìm người chưa thống nhất, cần tiến tới xây dựng sàn giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối, chia sẻ với các trung tâm dịch vụ việc làm của 63 địa phương và với các doanh nghiệp dịch vụ việc làm. Về xây dựng sàn giao dịch bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi còn tồn tại hạn chế liên quan đến hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản như luật hiện hành quy định tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản khi bán, cho thuê mua bất động sản, không bắt buộc phải thông qua sàn giao dịch bất động sản đã gây ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, quản lý nhà nước và người dân. Các quy định về điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản còn nhiều bất cập, dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý nhà nước, tạo kẽ hở cho các sàn giao dịch bất động sản lách luật để hoạt động kinh doanh. Về việc thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất lựa chọn phương án sàn giao dịch bất động sản, trong đó bao gồm giao dịch quyền sử dụng đất. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu 4 bộ: Xây dựng, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ báo cáo lại Thủ tướng về thực tiễn, kinh nghiệm đối với các thị trường trên cũng như kinh nghiệm của các nước về sàn giao dịch, sự điều chỉnh với từng thị trường về mặt pháp lý đối với các thị trường này như thế nào trên cơ sở các nghị quyết trung ương. Cuộc họp cũng thống nhất thị trường lao động cần có trung tâm sàn giao dịch của nhà nước để có thể thực hiện trách nhiệm đối với nguồn nhân lực trong khu vực công và tư, khuyến khích sàn của doanh nghiệp. Đối với sàn giao dịch liên quan đến bất động sản và giao dịch đất đai, Phó Thủ tướng cho rằng không thể tách rời hai lĩnh vực này. Do đó, cần có một sàn giao dịch của nhà nước và khuyến khích sàn giao dịch tư nhân. Liên quan đến việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam của cá nhân tổ chức nước ngoài, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ thống nhất quy định về quyền sở hữu nhà ở của cá nhân người nước ngoài không gắn với quyền sử dụng đất. Theo đó, Bộ Xây dựng kiến nghị thống nhất quy định về quyền sở hữu nhà ở của cá nhân người nước ngoài không gắn với quyền sử dụng đất và bổ sung quy định người nước ngoài được gia hạn thời gian sở hữu nhà ở một lần. Ngoài ra, cần bổ sung quy định về gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam đối với người nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam sau đó bán lại cho công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, thì người mua được hưởng các quyền và nghĩa vụ như công dân trong nước. Theo Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, các tổ chức cá nhân nước ngoài đã mua và sở hữu nhà ở Việt Nam tập trung chủ yếu tại các tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. Số lượng cá nhân tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang tăng lên đáng kể. Từ ngày 15 tháng 8, Việt Nam đã chính thức áp dụng chính sách thị thực mới. Theo đó, thời hạn thị thực điện tử e-visa sẽ được nâng lên từ 30 lên 90 ngày. Bên cạnh đó, thì công dân của quốc gia được Việt Nam đơn phương miễn thị thực được cấp tạm trú từ 15 ngày, tăng lên 45 ngày và được xem xét cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo quy định. Với chính sách visa mới khá cởi mở này, các doanh nghiệp lữ hành đã nhanh chóng thiết kế tour dài ngày hơn, điều chỉnh sản phẩm để nhiều khách quốc tế đến với Việt Nam. Tại doanh nghiệp này, khách inbound chiếm tới gần 20% doanh thu. Chính vì vậy, từ khi chính sách visa mới được thông qua, nhiều tour dành cho khách nước ngoài khi đến Việt Nam đã nhanh chóng được đơn vị thiết kế lại, nhất là với lộ trình trong tour liên quan đến ba nước Đông Dương. Như trước đây thì chúng ta khách chỉ với quốc tế chỉ vào Việt Nam và khi mà sau khi du lịch Việt Nam thì qua các nước Lào, Campuchia và bay về từ các nước Lào, Campuchia thì các chương trình sắp tới thì khách hàng, các đối tác chúng tôi cũng có nhu cầu là chuyển chương trình là bạn quay lại Việt Nam một lần nữa để tận dụng cái lợi thế ở Việt Nam là có rất là nhiều đường bay cũng như là tần suất bay nhiều hơn và giá cả tốt hơn. Do đó họ sẽ quay về Việt Nam để bay về nước thay vì bay về nước từ Lào, Campuchia như trước đây. Theo các doanh nghiệp, các khách du lịch ở thị trường Đông Nam Á đến Việt Nam thường hành trình tour chỉ dưới 7 ngày.
Nhưng với các khách ở thị trường châu Âu thì sẽ có nhu cầu đi du lịch Việt Nam dài hơn từ 15 đến 28 ngày. Do đó, chính sách visa mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm khách này, nhất là khách nằm trong 13 quốc gia Việt Nam đang đơn phương miễn thị thực như Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nga. Chính sách đã có để thu hút và giữ chân du khách ở lại dài ngày, cần phải có nhiều sản phẩm du lịch để du khách trải nghiệm. Cái việc lưu trú chúng ta mở rộng biên độ ngày càng rộng ra, thì như vậy thì tạo điều kiện cho khách đến ở lâu hơn, sử dụng các dịch vụ nhiều hơn, và trong đó các dịch vụ bao gồm là lưu trú, nhà hàng, khách sạn hay là những điểm đến mà chúng ta đã được công nhận, Michelin công nhận là điểm đến nhà hàng ăn ngon vân vân, hay là các hệ thống của shopping, thì chúng ta sẽ có điều kiện mở rộng thêm những cái chủ đề, sản phẩm chủ đề, ví dụ như là sản phẩm du lịch đêm hay mua sắm đêm. Trong cái giai đoạn này là cái thời điểm mà chúng ta cần phải liên kết với nhau, các công ty du lịch cũng như các điểm tham quan và các cái điểm mua sắm, để chúng ta có một cái chương trình tốt để có thể gọi là cạnh tranh với các cái thị trường khác, ví dụ như là Thái Lan hay Singapore. Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là cũng là một thành phố về sự kiện, vì vậy đây là cũng là cái thời điểm để chúng ta đưa những cái gọi là những cái gói về My Incentive. Chúng tôi cũng đã thiết kế các cái gói này để chào đến với các doanh nghiệp trong nước như nước ngoài. Theo nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, chính sách mới về visa đã nhận được sự tán thành của du khách trên toàn thế giới và lượt tìm kiếm về Việt Nam cũng tăng. Cụ thể, lượt tìm kiếm nơi cư trú tại Việt Nam của du khách Pháp tăng mạnh nhất với 72% trong 2 tuần sau thông báo về chính sách visa 90 ngày. Các quốc gia khác bao gồm Hà Lan, New Zealand, Đức, Mỹ ghi nhận mức tăng lần lượt là 45%, 41%, 40% và 38%. Để đón cú hích này, hiện các doanh nghiệp cũng liên kết với các địa phương để bổ sung thêm nhiều điểm đến nhằm thiết kế lại tour du lịch xuyên Việt cho nhiều du khách nước ngoài. Với sự thuận lợi về visa, mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế của ngành du lịch năm nay có lẽ sẽ dễ dàng đạt được. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết trong tháng 8 vừa qua, thành phố đã giải quyết việc làm cho gần 23.000 lao động. Điều này cho thấy đã có thêm nhiều doanh nghiệp tuyển người, giúp số lao động thất nghiệp đang giảm dần. Trong tháng 8 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội đã phối hợp với các tỉnh, thành phố phía Bắc tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm. Bên cạnh nhóm doanh nghiệp giảm quy mô sử dụng lao động, cũng có không ít công ty mới thành lập và các đơn vị không bị ảnh hưởng vẫn gia tăng nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Theo báo cáo của Sở Lao động và Thương binh Xã hội Hà Nội, 8 tháng đầu năm đã có 155.679 lao động được giải quyết việc làm, đạt 96% kế hoạch của năm nay. Riêng trong tháng 8, toàn thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 22.889 lao động. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan đã tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 8.000 người, hỗ trợ học nghề cho hơn 600 người, số tiền hỗ trợ là 2,7 tỷ đồng. Số người không có việc làm hưởng bảo hiểm thất nghiệp giảm 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo tin tức, số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 8 cả nước nhập khẩu 4.300 ô tô, kim ngạch hơn 98 triệu đô la Mỹ, tăng 21,64% về lượng và tăng 18,85% về kim ngạch so với nửa cuối tháng 7 năm 2023. Dòng xe nhập khẩu nhiều nhất là ô tô từ 9 chỗ trở xuống với 3.898 xe, kim ngạch hơn 79 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 90% về lượng và chiếm hơn 80% về kim ngạch nhập khẩu ô tô cả nước. Tính chung từ đầu năm đến nay, cả nước nhập khẩu hơn 84.000 ô tô, kim ngạch hơn 1,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 3.747 xe so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá trị giảm hơn 100 triệu đô la Mỹ. Thái Lan tiếp tục dẫn đầu thị trường nhập khẩu ô tô của Việt Nam với hơn 36.000 xe, giá trị 762 triệu đô la Mỹ. Indonesia đứng thứ hai với 29.498 xe, giá trị 399 triệu đô la Mỹ. Đứng thứ ba là Trung Quốc với 6.420 xe, giá trị 250 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 9, hàng loạt ngân hàng sẽ thay đổi cách thu phí dịch vụ SMS thông báo biến động số dư. Mức phí cao nhất mà người dùng có thể phải trả là 70.000 đồng một tháng. Theo thông báo mới nhất của Vietinbank, từ ngày 1 tháng 9, ngân hàng sẽ thực hiện thay đổi kỳ thu phí và điều chỉnh cách tính phí dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán qua tin nhắn SMS. Nếu số lượng SMS biến động số dư là 14 SMS hoặc nhỏ hơn, khách hàng sẽ hưởng mức phí cố định hiện hành là 11.000 đồng, đã bao gồm VAT.
Còn số lượng SMS biến động số dư từ 15 SMS trở lên, cách tính phí theo số lượng phát sinh thực tế. Mức phí cao nhất mà người dùng có thể phải trả là 70.000 đồng một tháng khi phát sinh 101 SMS trở lên trong một tháng. Trước đó, hàng loạt ngân hàng khác cũng đã điều chỉnh thu phí dịch vụ SMS Banking. Các ngân hàng cho rằng phải bù lỗ rất nhiều khi thanh toán các khoản phí cho công ty cung cấp dịch vụ viễn thông, nên khuyến khích khách nhận thông báo biến động số dư miễn phí trên ứng dụng ngân hàng số. Cho thuê tài chính là kênh hỗ trợ vốn chung dài hạn vừa mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp và hộ dân, vừa chia sẻ gánh nặng với các ngân hàng thương mại. Tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, có trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa đi thuê tài sản, máy móc thiết bị, dây chuyền để sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, dù sở hữu một nền kinh tế năng động, 800.000 doanh nghiệp và khoảng 5 triệu hộ kinh doanh, thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam vẫn rất khiêm tốn. Vì sao lại như vậy? Theo Hiệp hội Cho thuê Tài chính Việt Nam, những khó khăn và hạn chế của thị trường cho thuê tài chính Việt Nam trong những năm qua chưa thể san sẻ được với tín dụng ngân hàng. Dư nợ cho thuê tài chính hiện đạt gần 40.000 tỷ đồng, nhưng mới chỉ chiếm khoảng 0,33% tổng dư nợ nền kinh tế. Số lượng công ty credit, sản phẩm dịch vụ tài chính được phép hoạt động bị bó hẹp, có những sản phẩm như bao thanh toán, tư vấn tài chính, mặc dù các công ty đầu tiên đều có kinh nghiệm, có đội ngũ cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ tốt, nhưng chưa được phép cung ứng. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bình quân 5 năm gần nhất đạt khoảng trên 1.000 tỷ đồng một năm. Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, nợ xấu các công ty hầu hết dưới 1%. Thế nhưng, hoạt động cho thuê tài chính vẫn chưa được nhiều doanh nghiệp sản xuất biết đến và lựa chọn. Một trong những rào cản đến từ hành lang pháp lý chưa đầy đủ. Công cụ cho thuê tài chính này để cho là tăng cái năng lực đổi mới thiết bị và tăng năng lực kinh doanh, cạnh tranh. Vì vậy, tôi nghĩ nó rất phù hợp với cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, như các anh chị đã đề cập thì hiện giờ tỷ lệ mình 0,33% so với những nước khác như là Trung Quốc 10%, Mỹ là 22%, Đức 18% thì sự chênh lệch rất lớn. Hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường cho thuê tài chính như các cái văn bản của Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 39, Thông tư 30, rồi là cơ quan thuế cũng rất là ủng hộ. Tuy nhiên trong quá trình triển khai kinh doanh thì chúng tôi thấy rằng là nó cũng vẫn còn có những cái vướng mắc, bởi vì theo chúng tôi hiểu là còn có sự chưa nhất quán. Bên cạnh đó thì công tác truyền thông đến với doanh nghiệp cũng chưa được thực hiện tốt, dẫn đến là mặc dù khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu và cái dịch vụ cho thuê tài chính là hoàn toàn phù hợp, nhưng mà rất nhiều doanh nghiệp không biết đến. Theo các chuyên gia, để có hành lang pháp lý phù hợp phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Nam, cần có quy định cụ thể rõ ràng về quyền và nghĩa vụ mỗi bên, tích hợp trong khung giao dịch bảo đảm, xử lý hiệu quả tài sản cho thuê, bảo đảm quyền mạnh mẽ của bên cho thuê theo luật phá sản, gồm quyền ưu tiên, tự động phong tỏa và đưa vào tài sản phá sản. Về giao dịch bảo đảm, cần quy định đầy đủ về khuôn khổ giao dịch bảo đảm liên quan đến việc bảo vệ bên cho thuê trước thách thức của bên thứ ba. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay của VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hai năm qua, tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc là Evergrande đã công bố tình hình kinh doanh bết bát, nợ trái phiếu kéo dài, nên việc đại gia một thời này nộp đơn xin phá sản đã được tiên đoán từ trước. Tuy nhiên, do quy mô cực lớn của tập đoàn này, nên một khi nó phá sản, thị trường bất động sản và chứng khoán Việt Nam được dự báo sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Nội dung này sẽ có trong bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày mai.